Hello, xin chào anh em. Chúng ta cùng quay trở lại cái series X4. Lần trước thì bốn cái kiếm này không ra cái gì ra hồn hết. Thì hôm nay chuyển sang cái nhẫn. Nhưng mà hai cái nhẫn R và một cái nhẫn và hai cái nhẫn basic thì không đủ. Không đủ cái cristal này. Đầu tiên chúng ta chạy cái nhẫn PR trước nha. Sau đấy tiếp cái nhấn PR nữa luôn, 36 18 thì thiết chế ba cái nhấn PR, một cái nhấn basic. Đấy, cuối cùng thì nó cũng đã xong rồi. Chờ cái này nó hết cái thì ta cùng xem nhé. Còn 15M là xong rồi. Cái gì đây anh em ơi? Trời, không ra được skill nhỉ. Này hơi thấp min. Này thì tạm ổn. Này cũng tạm. Thôi, lần tới không biết nó sẽ có ra được cái skill nào không. Cái này được 21 rồi, cố gắng chế tạo cho là 40. Khá là tốn. Hy vọng sẽ có những cái lần may mắn hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của anh em nhé. Thì, có thể sắp tới đây sẽ ra một cái video phân tích cho anh em về những cái cần thiết, những cái phương hướng chơi game do cái giai đoạn sắp tới, vì nó cũng đã chuẩn bị ra cái Word 7 rồi. Còn ở video này thì tạm dừng ở đây thôi. Xin chào anh em.